Amazing excavator synthetic. Excavator ripper. Máy xúc cần xẻ. Excavator ripper. Được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ tách nhỏ hay xẻ đôi những vật cứng như đá, mặt đường, bê tông. Máy xúc cần xẻ sở hữu nhiều công nghệ và trang bị vô cùng đặc biệt. Bucket wheel excavator. Máy khai thác thủy lực khổng lồ. Bucket wheel excavator. Hiện diện ở những cụm công trình khai thác lớn nhất trên thế giới. Máy khai thác thủy lực khổng lồ được sử dụng với nhiệm vụ khai thác và vận chuyển những vật liệu ở quy mô cực lớn. Về ngoại hình, xe sở hữu kích thước và khối lượng vô cùng lớn, với chiều cao lên đến 50m, tương đương một tòa nhà 20 tầng, khối lượng lên đến 50.000 tấn. Nhìn từ xa, nó như một con quái vật đang gặm nhấm và thưởng thức các ngọn núi. Ngoài ra, máy khai thác thủy lực khổng lồ còn được trang bị hệ thống động cơ vô cùng khỏe mạnh, hệ thống bánh xích chắc chắn linh hoạt, giúp nó hoạt động hiệu quả trên nhiều địa hình khác nhau. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần tròn khổng lồ. Tay cần dài là sự kết hợp của hệ thống gầu xúc tròn linh hoạt kết hợp cùng hệ thống bánh răng truyền chuyển động, giúp nó dễ dàng khai thác và vận chuyển vật liệu đến nơi tập kết. Với khả năng khai thác khối lượng khoáng sản cực lớn và sự linh hoạt trong vận chuyển, máy khai thác khổng lồ luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy trên các hầm mỏ hay các nhà máy khai thác. Long reach excavator. Máy xúc cần dài, long reach excavator, được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ múc, xúc, vận chuyển hay nạo vét vật liệu ở khoảng cách xa và ở những địa điểm đặc biệt. Máy xúc cần dài thường làm việc trên những khúc sông, đầm lầy hay những công trình và công trường lớn. Dragline bucket excavator. Máy đào kéo dây, dragline excavator, được biết đến là một trong những dòng máy xúc lớn nhất trên thế giới. Máy đào kéo dây sở hữu thiết kế đơn giản và vô cùng hiệu quả trong việc đào và khai thác mỏ. Về ngoại thất, xe sở hữu khung thân kim loại khổng lồ với chiều cao trung bình lên đến 75m, tương đương một tòa nhà 25 tầng. Hệ thống khung gầm bền bỉ với khối lượng có thể đạt đến 13.000 tấn. Nhìn từ xa, nó như một con quái vật khổng lồ đang gặm nhấm những ngọn núi. Về nội thất, máy đào kéo dây được trang bị hệ thống động cơ diesel hiện đại, hệ thống cân bằng tải và điều khiển đa chiều tự động, giúp xe luôn hoạt động ổn định và chính xác trên nhiều địa hình khác nhau. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần và gầu kéo khổng lồ. Tay cần hợp kim hiện đại với lực kéo lên đến 200 tấn, kết hợp cùng gầu xúc với thể tích của 20 chiếc xe công nông, giúp nó dễ dàng thực hiện khối lượng công việc khổng lồ của mình. Nhờ khả năng làm việc ổn định và hiệu quả, máy đào kéo dây là phương tiện vô cùng quan trọng trên các công trường và các mỏ khai thác lớn. Crane truck. Cần trục cần cẩu, crane truck, được sản xuất với mục đích vận chuyển hay bốc dỡ hàng hóa ở khoảng cách xa. Với khả năng hoạt động hiệu quả, cần trục cần cẩu thường hoạt động trên các công trường xây dựng khổng lồ hay trên các bến cảng hay khu khai thác.
Excavator demolition. Máy xúc phá dỡ. Excavator demolition. Được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ phá hủy và tháo dỡ những ngôi nhà hay công trình lớn, máy xúc phá dỡ là một trong những phương tiện quan trọng nhất trong ngành xây dựng. Xe được trang bị hệ thống động cơ khỏe mạnh với lực kéo mạnh, hệ thống bánh xích linh hoạt và hệ thống điều khiển tự động hiện đại, giúp nó dễ dàng khi làm việc. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần khổng lồ. Tay cần là sự kết hợp tuyệt vời giữa tay đòn kim loại và kìm cắt khổng lồ. Khi làm việc, kìm cắt khỏe sẽ nghiến mạnh và xé nhỏ những mảng bê tông hay những tấm thép khổng lồ, giúp việc tháo dỡ trở nên dễ dàng hơn. Với công dụng tuyệt vời, máy xúc phá dỡ thường được sử dụng trong các công trường xây dựng. Đồng thời, nó cũng là phương tiện lao động vô cùng hiệu quả trong cuộc sống. Excavator clamshell. Nhờ sở hữu khả năng làm việc ổn định và độ hiệu quả cao khi vận chuyển, máy xúc cần vỏ sò là phương tiện lao động vô cùng quan trọng trên các hải cảng. Backhoe. Máy xúc đào liên hợp backhoe được thiết kế và sản xuất để có thể đảm nhận cùng lúc nhiều yêu cầu khác nhau trong công việc. Máy xúc đào liên hợp là sự kết hợp hoàn hảo của máy xúc và hệ thống máy ủi chuyên dụng. Về ngoại hình, máy xúc đào liên hợp sở hữu hệ thống khung thân kim loại bền bỉ, hệ thống gầm xe chắc chắn với 4 bánh lốp linh hoạt và 2 chân đế khỏe mạnh, cho nó khả năng cơ động nhưng vô cùng ổn định trên nhiều địa hình khác nhau. Phần đầu của máy xúc đào liên hợp là hệ thống gầu ủi khổng lồ. Gầu ủi lớn được trợ lực bởi những thanh đòn linh hoạt, giúp nó dễ dàng xúc và ủi đi những vật liệu như đất cát hay đá sỏi. Phần đuôi xe là hệ thống tay cần hiện đại. Tay cần khỏe mạnh là sự kết hợp của nhiều mô đun linh hoạt, giúp xe dễ dàng điều khiển tay cần để xúc, đào bới và vận chuyển vật liệu hay hàng hóa. Với thiết kế và công dụng vô cùng đa năng, máy xúc đào liên hợp thường làm việc trên các công trường hay các công trình nông nghiệp, hạ tầng đô thị lớn. Excavator digger. Máy xúc cần xúc. Excavator digger. Máy xúc cần xúc là một loại máy móc đa năng hạng nặng với nhiều công dụng khác nhau. Xe được sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng, khai khoáng và trong các công trình công nghiệp với nhiệm vụ xúc, múc, di chuyển và xử lý các loại đất đá hay các vật liệu khác. Nhờ khả năng làm việc đào, xúc và di chuyển vật liệu hiệu quả, máy xúc cần xúc là phương tiện lao động không thể thiếu trong cuộc sống. Excavator amphibious. Máy xúc lội nước. Excavator amphibious được thiết kế và sản xuất với nhiệm vụ múc, xúc hay nạo vét vật liệu ở trên sông hay những vùng trũng. Máy xúc lội nước được trang bị nhiều công nghệ và tính năng vô cùng độc đáo. Về ngoại hình, máy xúc lội nước sở hữu khung thân máy xúc bền bỉ hiện đại.
hệ thống gầm xe chắc chắn với khả năng chịu tải cực cao, kết hợp cùng hệ thống bánh xích được cấu tạo đặc biệt với hai khoang kim loại rỗng giúp nó nổi và di chuyển trên sông rất linh hoạt. Về nội thất, trái tim của máy xúc lội nước là hệ thống động cơ nhiều cấp hiện đại kết hợp cùng hệ thống bơm thủy lực và điều khiển đa chiều, giúp xe luôn ổn định và chính xác khi làm việc. Trang bị quan trọng nhất của xe là hệ thống tay cần khỏe mạnh. Tay cần dài giúp nó dễ dàng nạo vét hay vận chuyển hàng hóa ở khoảng cách xa. Với những đặc điểm và cấu tạo nổi bật, cùng khả năng làm việc trên nhiều môi trường khác nhau, máy xúc lội nước là phương tiện lao động vô cùng quan trọng trong cuộc sống. Excavator grapple. Máy xúc cần gấp. Excavator grapple. Máy xúc cần gấp là một loại máy xúc chuyên dụng có nhiệm vụ bắt, nâng và di chuyển các loại vật liệu khác nhau như gỗ, kim loại, phế liệu, đất đá hay các vật liệu khác. Gầu gấp giúp tăng tính linh hoạt và hiệu quả của máy xúc và được ứng dụng trong nhiều ngành nghề khác nhau. Feller Buncher Excavator. Máy xúc chặt cây. Feller Buncher Excavator. Máy xúc chặt cây có nhiệm vụ cắt và vận chuyển những cây gỗ lớn phục vụ thu hoạch hoặc khai thác. Máy xúc chặt cây đang sử dụng tay cần chuyên dụng của mình để chặt và vận chuyển những cây thông khổng lồ đến nơi sản xuất. Hydromill FD70. Máy trộn đất cutter soil mixing. Máy trộn đất là một thiết bị công nghiệp chuyên dụng. Xe được sử dụng để xới, trộn đều để cải tạo và gia cố nền đất. Máy trộn đất sở hữu hệ thống đầu cắt xoay và hệ thống bơm kết dính hiện đại cho phép nó hoạt động hiệu quả và tối ưu trên nền đất, phục vụ mục đích xây dựng. Máy trộn đất thường hoạt động trên các công trường xây dựng lớn. Đồng thời, xe là phương tiện quan trọng trong ngành xây dựng. Ponton Excavator. Xà lan máy xúc Ponton Excavator. Xà lan máy xúc là một loại máy xúc đặc biệt được thiết kế để hoạt động trên nước hoặc các địa hình đầm lầy không bằng phẳng. Xe là sự kết hợp linh hoạt của xà lan cơ động và hệ thống cần xúc linh hoạt. Excavator saw. Máy xúc cưa Excavator Saw. Máy xúc cưa là loại máy móc công nghiệp chuyên dụng thường làm việc trên các nhà máy hay các mỏ khai thác lớn. Xe có nhiệm vụ cưa và tách nhỏ vật liệu phục vụ vận chuyển hoặc sản xuất. Terrain Tree Pruners. Máy xúc cắt tỉa cây. Máy xúc cắt tỉa cây là một loại máy xúc chuyên dụng được dùng để cắt và loại bỏ các cành cây hoặc bụi rậm. Xe thường được sử dụng trong các công việc như bảo dưỡng cảnh quan, làm sạch khu vực xây dựng hoặc chuẩn bị đất nông nghiệp. Slurry Applicator System. Máy phun bùn. Slurry Applicator System. Máy phun bùn là một thiết
bị nông nghiệp chuyên dụng. Xe được thiết kế để hút và phun các loại bùn lỏng, nước tưới cây hay các khoáng chất tưới lên cánh đồng, bổ sung dinh dưỡng cho các cây trồng, giúp việc canh tác trở nên dễ dàng, thuận tiện và đạt hiệu quả cao. Underwater bulldozer. Xe ủi lội nước là một thiết bị đặc biệt được thiết kế để thực hiện các công việc nạo vét, ủi, xây dựng và bảo trì dưới nước. Xe ủi lội nước là một trong các công cụ quan trọng trong các dự án xây dựng cảng, đê điều và các công trình dưới nước. Mining excavator. Máy xúc cần xúc. Excavator demolition. Máy xúc cần xúc có nhiệm vụ xúc, đào bới hay múc các vật liệu khoáng sản để vận chuyển đến nơi sản xuất. Máy xúc cần xúc đang khai thác than để đổ lên xe tải để vận chuyển đến nơi sản xuất. Tracked asphalt pavers. Máy trải bê tông. Máy trải bê tông Gomaco GP4 là một máy lát bê tông tự động được thiết kế để lát đều bê tông, tạo mặt phẳng và độ bền bỉ cho đường, xa lộ hay các đường băng sân bay. Excavator magnet. Máy xúc cần nam châm. Excavator magnet. Được sử dụng để gấp, hút và phân loại những vật liệu kim loại trên các công trường xây dựng hay các nhà máy tái chế. Máy xúc cần nam châm sở hữu hệ thống tay cần nam châm hiện đại và vô cùng hiệu quả. Xe cũng là một trong những phương tiện quan trọng trong ngành tái chế. Pile driver excavator. Máy xúc đóng cọc, pile driver. Máy xúc đóng cọc là một thiết bị xây dựng quan trọng trong cuộc sống. Xe được sử dụng để đóng và chôn những chiếc cọc xuống đất nhằm tạo nền móng vững chắc cho các công trình xây dựng như cầu cống, tòa nhà, bến cảng hay các cơ sở hạ tầng khác. Máy xúc đóng cọc sở hữu nhiều trang bị hiện đại với hệ thống khung thân và bánh xích linh hoạt, hệ thống động cơ và bộ điều khiển điện tử giúp nó dễ dàng di chuyển, ổn định và chính xác trong vận hành. Về nguyên lý làm việc, máy xúc đóng cọc hoạt động bằng cách sử dụng lực thủy lực, cơ học hoặc động cơ diesel để đẩy cọc xuống đất với tốc độ cao. Máy xúc đóng cọc có thể xử lý nhiều loại cọc khác nhau, bao gồm cọc bê tông, cọc thép, cọc gỗ, tùy thuộc vào yêu cầu của dự án, với khả năng làm việc hiệu quả trên nhiều địa hình và trong nhiều điều kiện thời tiết khác nhau. Máy xúc đóng cọc giúp gia tăng tốc độ thi công, đảm bảo chi phí lao động và độ bền cho các công trình xây dựng. Nexit 56 meters. Hệ thống canh tác nông nghiệp NEXAT là một thiết bị tiên tiến hiện đại được thiết kế tối ưu cho các quy trình canh tác nông nghiệp hiện đại. Xe được tích hợp nhiều chức năng trong một thiết bị, bao gồm gieo hạt, bón phân, tưới nước, kiểm soát sâu bệnh và thu hoạch nông sản, giúp giảm thiểu thời gian làm việc và tối ưu năng suất lao động.